Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm nhận được 33 đồng token MiniAvon, ký hiệu token là Minia nhé. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 33 triệu, đã có 200 tài khoản holder, đã phát sinh 412 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website kalama.net, cũng truy cập website của mình để phần dưới mô tả cũng đều. Sau khi đã vào website thì các bạn làm theo 20 bước trên website để nhận token nhé. Với một cọc cọc sao chắc không chắc, các bạn có thể dùng nút cọc khi có chắc như này đây. Sau đó các bạn quay sang ví bên tâm bắc hoặc trước đây lát nữa các bạn nhé. Và dán địa chỉ token vào phía cho mình, ký hiệu là Midina, số tập phân 18, nhấp add token và nhấp import token để thêm mới token vào nhé. Sau đó các bạn quay trở lại website kalama.net, nhấp vào bước 2 để nhận token. Đây là token về game Metaverse nhé. Thì các bạn Calam thì các bạn Calam 33 thì các bạn nhấp mua vào, thì các bạn nhấp vào phần này nhé. Đây Calam 33 đồng về này. Còn số thông tin về đồng token này đấy, thì đây là chuyên về nền tảng game Metaverse, đây là xu hướng của tương lai nhé. Các bạn có điều kiện thì cố gắng bỏ ra thấp nhất có thể, không phải không mấy MTB đấy, bạn mua nhé. Đây nhìn tất nhiên là 0.005, bạn có thể mua cái đồng này. Sau khi list sàn của nó sẽ là cái giá của 1 Midina tương ứng với lại 0.05 đô nhé. Sau chín này nữa nó sẽ list lên sàn nhé, Parcoursup. Lộ trình phát triển của nó các bạn có thể xem ở đây một số thông tin để các bạn đọc qua ở đây nhé. Đây là cái thông tin về trò chơi, các bạn có thể vào đây để nghiên cứu nhé. Rồi mình sẽ cần làm cho các bạn để nhận được 33 đồng token mini game nhé. Nina. Rồi mình sẽ nhấp vào đây. Để lối vào cái lối ví các bạn cần nhấp tiếp theo và nhấp cái lối này. Figa 0.000591 BLT. Nhấp xác nhận cho mình nhé. Giao dịch đang được xử lý đây. Thì các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website kalama.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền tảng Binance Smart Chain nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch như Binance, MXC, Gate, Metalo, Pocket Hobby và nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giờ mình hướng dẫn các bạn cách để kalama nhận được 33 đồng token Midina. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.